2 cho tất cả mọi người và anh em cần khủng nha. Mới ra tới điểm câu anh em. Đây, thấy bè chú này đang lấy hào anh em. Đó, mấy anh chị đang lấy hào nè. Vô thả coi có gì không anh em. Hôm nay vẫn là câu cá cháp, cá nâu với lại mới bứt thêm mớ rồng nè anh em. Đó, cái mớ rồng anh em. Rồng cũng có rìa nha anh em. Đây, cá rìa thì mình câu bằng cái rường vậy nè. Đó. Cái rường này làm sẵn vậy là anh em nào cần thì liên hệ mình nha. 70.000 cái làm sẵn nè, anh em chỉ kẹp mồi vô đánh thôi. Rường này mình đánh cá nâu, cá gì rồi đều được nha anh em. Đó. Còn thằng này câu cá cháp. Thì này có mang theo mớ hào muối nữa anh em. Nói chung là đi câu thì mang đủ thứ mồi hết, tùy cơ ứng biến thôi. Đây. Hào muối thì mình làm sẵn bỏ tủ lạnh thôi, bỏ ngăn mát anh em. Cứ câu lấy ra cắt nhỏ ra câu thôi. Câu thì đủ thứ mồi, tùy cơ thì ứng biến thôi. Cá nó ăn mồi gì thì mình câu mồi đó anh em. Với lại mỗi loại cá nó ăn mỗi kiểu khác nhau anh em. Bởi vậy phải thay đổi kiểu câu, thay đổi cách câu liên tục mới có cá. Hy vọng hôm nay có nhiều cá để quay cho anh em coi nha. Anh em coi video thấy hay hấp dẫn cho mình xin một like, đừng đăng ký ủng hộ mình nha anh em. Còn giờ thì lên thả thôi, coi có gì không. Thủ lên thả có gì không. Với lại trời ở mình đang mưa bão anh em, ngày nào cũng âm u vậy nè, ngày nào cũng có mưa hết. Thôi chiến đó nha anh em. Thả cái rìa trước nè anh em. Tôi chỉ vô ngon vô thả xuống ăn nè. Nhớt nha anh em. Ba lạng. Đó. Con nhớt. Cháp anh em. Điện hoài giờ chạy thẳng vô. Nhớt cái cháp anh em. Đó. Hai con. Con cá trong đây mà, con câu hai tay hai cây, con đâu có nghe điện thoại được. Kết quả ngay. Cá nhỏ xíu. Cá 60 lạng. Câu bằng cọng dây cước có dám thả vô trong đâu. Để ở hoài thôi. Tới nàng người chứ. Tới rồi nè. Chắp hả? Cá rìa. Trời, phải biết câu. Từ từ nó cũng tới à. Lưỡi
hai lưỡi lụm chạy như cái máy luôn. Mới thả ổ đây rồi mà. Từ từ anh, nó vô hào sao? Nó vô hào. Lừa nó từ từ chứ. Đúng không? Nó đâu chạy đâu được. Nó cứ bình tĩnh là làm được hết. Kéo quá nó sợ. Kéo quá sợ. Nó sợ thì em sợ. Em cũng sợ luôn. Đừng lọt giỡn dưới nha. Nâu hả ta? Rồi rồi, nó chở ra. Nhưng bây giờ không dính. Đi luôn. Dễ. Dễ mà dễ gì xảy. Đang câu ngon anh em. Mà trời mưa chắc cũng 3 tiếng rồi. Giờ này chắc hơn 3 giờ rồi. Hết câu được luôn. Trời nước chiều thử coi có tạnh mưa được hay không mới câu được anh em ơi. Mưa quá mưa rồi. Lấy hào ngon dày. Mưa quá. Trời mưa quá anh em. Mới về tới nhà nè. Để mình báo cá hôm nay nha anh em. Hôm nay cá nó ăn mạnh đó anh em. Mà gặp trời mưa quá. Câu được buổi trưa là mưa quá mưa. Không câu được nữa. Đây, mừng quá hôm nay anh em. Được mớ cá rìa. Trong mà cá đang ăn. Ở trên
cá rìu bự bự không anh em ơi. Con 3 lạng, 4 lạng. Có con này nè, 6 mấy lạng nè anh em. Mập ghê. Nó được 5 con. 5 con cá rìa với con cá cháp anh em. Cái này thì mình căng mình bán luôn nè. Có anh em nó dặn nó mua nên căng bán luôn anh em. Để căng thử coi bao nhiêu nha anh em. Cây, 3 cây luôn đi. Ừ. Còn 3 cây là hết rồi. Ừ. Ủa em luôn. Cái con trai này. Đó. Ơ lộn. Nó bóng khô như cái xa vậy. Nè nè. Được 2,4 kg. Cái nhỏ không có hả trời. Ừ. 5 con cá rìa với con cá cháp được 2,4 kg rồi nè. Bán 150 một ký. Hôm nay chắc cũng kiếm được ít gạo rồi nè. Tại trời mưa quá nên không câu được nhiều. Thôi mà hôm nay vậy cũng được rồi nè. Thôi hẹn anh em mua video tiếp theo nha. Đem coi video thấy hay hấp dẫn cho mình xin một like, lượt đăng ký ủng hộ mình nha anh em. Còn giờ đi giao cá thôi. Thôi, còn bên anh em nha.